các bạn, ở clip trước kênh Biết Việt đã chia sẻ với các bạn một món trứng ốp lết, trứng bồng bềnh nhất thế giới. Và clip này cũng tiếp tục mình làm món trứng ốp lết, nhưng mà mình sẽ có một chút xíu biến tấu. Và để làm biến tấu của món trứng ốp lết, mình cần có 4 quả trứng gà, một ít hành lá, một ít hạt bí xanh, một ít bánh mì. Ở đây mình dùng bánh mì đen, và bánh mì này mình sẽ chiên giòn lên nha các bạn. Và một ít bơ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm một biến tấu của món trứng bồng bềnh nha. Mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng riêng. Lòng đỏ mình để riêng qua một bên ha, lòng trắng mình để riêng qua một bên. Và mình làm phần này là phần cho 4 người ăn. Các bạn có thể làm biến tấu của phần trứng ốp lết này để mình ăn sáng, rất là ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng luôn cả nhà. Rồi mình để sang một bên ha. Rồi, lòng trắng mình để sang một bên, lòng đỏ mình để sang một bên. Rồi đây là 4 cái lòng đỏ và 4 cái lòng trắng. Rồi trước tiên là mình sẽ đánh cho cái phần lòng đỏ này nó đều ra ha, nó tan ra nha. Mình dùng cái phới tròn mình đánh lên. Mình chỉ cần đánh cho nó tan đều, nó hòa quyện vào nhau là được rồi. Nếu mà các bạn thích vị mặn thì cả nhà có thể cho vào đây thêm một chút xíu muối, một chút xíu hạt tiêu. Rồi nếu không thì mình chỉ cần dùng lòng đỏ đánh vậy là được rồi. Rồi khoảng chừng 2-3 phút cho lòng đỏ tan đều là được rồi cả nhà. Rồi mình để lòng đỏ sang một bên nha. Quan trọng nhất đây, để tạo cái sự bồng bềnh của quả trứng đây. Đây là 4 cái lòng trắng. Mình sẽ cho vào đây một muỗng nhỏ đường, một muỗng cà phê đường ha. Phải có đường thì lòng trắng của mình khi mình đánh nó mới bông lên cả nhà ơi. Đây cả nhà, bây giờ mình sẽ dùng cái phới tròn mình đánh khoảng chừng 5-10 phút cho cái phần lòng trắng của mình nó bông lên, nó xốp lên, giống như một lớp bông gòn, một lớp kẹo bông vậy đó. Rồi mình đánh khoảng chừng 7 phút đến 10 phút là cái trứng của mình nó sẽ bông gì nè cả nhà. Mình bông thì rất là thành công rồi đó. Rồi giờ mình sẽ cho phần trứng lòng đỏ vào. Mình cho hết phần lòng đỏ vào ha. Và mình trộn đều, các bạn trộn đều tay, đừng có cho nó tách lớp nha, đừng có cho tách nước ha. Như vậy thì cái phần trứng của mình nó mới ngon. Rồi mình trộn đều lên ha. Dẫn rồi kìa. Lấy cái chảo lớn để lên bếp cho mẹ đi. Mẹ dùng chảo lớn. Chảo nó đều vào nhau, nó quyện vào nhau rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo mà mình ốp lết nha. Chảo nóng mình cho bơ vào cho tan chảy. Ăn xế rất là ngon. Rồi cả nhà nhớ, tới lúc này thì mình mở lửa thật là nhỏ. Rồi mở lửa thật là nhỏ ha. Khi mà bơ chảy hoàn toàn rồi thì mình mở lửa thật nhỏ. Để không thôi, không khéo nó sẽ bị cháy. Mình cho hết phần trứng vào. Ôi đẹp nha. Rồi mình lắc lắc đều cái chảo dầu cho nó đều, tiên vào hết á. Rồi sau đó mình đậy nắp lại khoảng chừng 1 phút cho phần trứng nó vừa chín tới. Rồi mình mở nắp mình canh chừng cái phần trứng của mình ha. Mình thấy nó bốc khói lên và nó có sủi bọt li ti là được. Phần trứng của mình được rồi đó các bạn. Đây mình thấy phần sủi bọt lăn tăn rồi nè ha. Các bạn muốn chín hơn xíu nữa thì mình cho chín hơn xíu nữa. Rồi mình sẽ kiểm tra phần trứng ở dưới ha. Nếu mà nó vàng thì được ha cả nhà. Đây nó vàng được rồi nè, nó không có bị bể ra ha. Đây mình thêm dầu ở dưới vào, hoặc là mình thêm bơ vào. Rồi tiếp theo mình sẽ rắc lên đây phần topping ha. Mình cho vào đây một ít bánh mì. Bánh mì mà mình đã chiên hoặc là mình làm nóng giòn lên rồi đó. Rồi một ít bánh mì. Rồi một ít hạt bí xanh. Và cuối cùng là một ít hành lá. Mình rắc thêm một ít hành lá. Đây là phần biến tấu của trứng ốp lết, trứng bồng bềnh. Mình ăn vẫn có sự bồng bềnh ốp lết, nhưng mà có thêm một cái phần
topping ở trên, rất là hấp dẫn và mình dùng để ăn sáng. Và cả nhà mình canh ở dưới nếu mà cái lớp ở dưới nó vàng rồi thì mình sẽ trở mặt ha. Đây nè cả nhà, vừa rồi ha, nhìn cái trứng của mình nè, nó bồng bềnh nhìn cưng ha. Nè rồi giờ mình trở mặt bánh thôi. Rồi mình trở mặt cái miếng trứng của mình để mình khóa cái lớp trứng ở dưới đi, nó không có bị chảy ra. Rồi sau đó mình tắt bếp và mình để nó hơi nguội xíu, mình sẽ lấy ra ha các bạn. Rồi giờ mình sẽ review cái ốp lết này cho cả nhà cùng xem nha. Cái phần bánh mì giòn tan luôn nè, cứng ha. Rồi phần hạt bí xanh nè, rồi hành nè, cái lớp trứng của mình nó bồng bềnh luôn nè, nó rất là dày ha. Rồi mình sẽ ăn kèm với một ít tương cà. Rồi các bạn có thể cho thêm một ít súp mayonnaise cho đầy đủ hương vị luôn. Rồi các bạn ơi, các bạn xem clip nếu mà thấy bổ ích đó, các bạn bấm nút đăng ký, nút like, nút share nha. Chúc các bạn thành công với biến tấu của món trứng ốp lết. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo.